ha. À, con chào chú ha. À, đây là hoàn cảnh của một cái hoàn cảnh này là ở Củ Chi. À, Củ Chi gần nhà mình các bạn. À, chú ngồi đi chú, chú ngồi đi, chú ngồi ghế đi. Anh cũng ngồi đi, anh cũng ngồi đi. Đây các bạn ha. Thì đây là hoàn cảnh của chú. Chú tên là chú Phát. Hiện tại thì ở khu 8 thị trấn Củ Chi gần nhà mình các bạn. Hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn. À, chú gia đình chú thì được 4 người. Hai vợ chồng với lại hai đứa con. Thì đứa út thì mất rồi các bạn. Một đứa út mất rồi. Bị tai nạn mất. Còn đứa kế thì cũng trên đường đi làm hồ các bạn. À, bị tai nạn. À, mất hết một chân rồi bây giờ thì cũng như là không còn khả năng làm nữa. Chỉ có ở nhà chăm sóc bà già thôi. Bà già thì bệnh, bà già bệnh nặng lắm rồi. À, đây, xin phép vô quay chút nữa. Mở đèn lên cái này. Đây.
luôn ha. Thì hôm nay con thay mặt của vợ chồng em Vi có gửi đến cho chú và gia đình 1 triệu. Cho chú lời cảm ơn vợ chồng em Vi. Đây là cháu Trúc có gửi cho chú là 600.000. Cho chú cảm ơn vợ chồng của Trúc. Và vợ chồng của bạn Phụng cũng gửi ủng hộ chú 500. Cho chú trả lời cảm ơn vợ chồng bác Phụng. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn của Mạnh Thường Quân cũng giúp cho gia đình cũng được có tiền để mà có cơ sở mua thuốc mang cho vợ và cho con. Rồi thì hôm nay mình thay mặt cho gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến em Vi, em Trúc và bạn Phụng. Cũng thay mặt của gia đình cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình chú có thêm số tiền để mà xoay sở trong những lúc khó khăn như thế này. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn ha. Xin cầu chúc cho tất cả các mạnh thường quân và tất cả mọi người luôn được bình an và thật nhiều sức khỏe, mọi việc hanh thông, vạn điều như ý. Mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.